Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay vào bếp chia sẻ cả nhà cách làm cá chiên giòn chay cuốn bánh tráng chấm mắm me nha. Món này thì không thể nào thiếu trong các dịp lễ Tết, hoặc là mình có thể làm trong các bữa tiệc nho nhỏ của gia đình, hoặc là đơn giản chỉ là đổi khẩu vị cho gia đình trong các bữa cơm hàng ngày cũng đều rất là ngon. Món này làm xong thì vừa ngon nè, vừa bổ dưỡng lại vừa rất là thanh mát cho cơ thể luôn. Đó, cách làm thì siêu dễ. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Đầu tiên thì em có ở đây là 150g me. Me này thì người ta lột cái me trái chín ra đó cả nhà, rồi người ta vào bọc người ta bán cho mình, chứ không phải cái loại me mà người ta đóng gói ở ngoài chợ nha. Bây giờ em sẽ cho vào đây 250ml nước sôi. Mình sẽ dầm dầm cái me này ra, rồi mình sẽ để sang bên để cho me nó có thời gian nó nở thì mình mới lấy được hết cái phần nước cốt me nha. Nguyên liệu tiếp theo ở đây em dùng là 400g tàu hũ kia cộng tươi. Cả nhà có thể thay thế bằng tàu hũ kia lá tươi, hoặc là đậu hũ, hoặc là sườn non chay đều được nha. Tàu hũ kia sau khi mà mua về thì mình rửa lại với nước cho sạch rồi mình để ráo nước ha. Bây giờ em sẽ mang cái phần tàu hũ kia của mình nè, mình sẽ cắt ra thành từng đoạn ngắn ngắn vừa ăn như thế này. Để quấn thì ở đây em có là rong biển cuộn cơm nè, một cái lá rong biển cuộn cơm như vậy thì em sẽ cắt nó ra làm 4 nha cả nhà. Bây giờ thì em sẽ cho vào chén là 3 muỗng canh bột mì, hoặc cả nhà có thể thay thế bột năng, bột gạo, bột bắp, bột chiên giòn, bột nếp đều được nha. Bây giờ em sẽ cho vào đây là 6 muỗng canh nước. Đó, bây giờ mình sẽ hòa tan nó ra rồi mình để sang bên ha. Đầu tiên thì mình sẽ đặt cái lá rong biển ở dưới, sau đó mình quét một cái lớp bột một phần thôi cả nhà. Sau đó thì em sẽ đặt lên đây là hai cái cọng tàu hũ kia nè. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ quét cái bột, cái phần rong biển còn lại luôn. Tại vì nếu mà mình quét trước á, cái rong biển nó sẽ bị cuộn lại cả nhà, bị co lại thì mình sẽ rất là khó cuốn. Cho nên mình làm như thế này thì rất là dễ cuốn luôn. Thì khi mình cuốn á thì mình sẽ cuốn cho nó chặt tay vào nha. Nó như vậy là mình đã được một cái con cá chay rồi nè, rất là đơn giản cả nhà ha. Đó, bây giờ thì em sẽ làm thêm một cái cuốn nữa nha. Đó, mình cứ quét một ít bột, sau đó đặt tàu hũ kia lên, rồi mình sẽ quét luôn cái bột đó, ở đằng phía rong biển còn lại. Rồi mình cứ việc là cuộn cho nó chặt tay vào là được. Tại vì khi mình cuộn chặt tay á, thì khi mình chiên lên á, thì cái phần nhân ở bên trong nó mới dễ chắc nha. Và đây là tất cả cái phần cá chay mà em đã vừa cuốn xong nè. Bây giờ thì để cho nó đẹp mắt hơn sau khi mà chiên lên á, thì em sẽ khứa trên cái bề mặt của cái con cá chay mình như thế này. Mình khứa nhẹ thôi nha cả nhà. Đó, chứ mình không có khứa cho nó sâu ha. Thì mình sẽ khứa trên hai mặt luôn. Đó. Thì sau khi khứa xong như thế này rồi á, nếu mà cả nhà thích nó có độ dai nhiều hơn thì mình có thể đem hấp cho nó chín. Rồi sau đó mình hãy đem chiên. Còn như em như thế này thì em sẽ đem chiên luôn. Rồi em sẽ băm ở đây là 4 tép tỏi và một trái ớt sừng không cay. Em sẽ băm nhuyễn chút xíu nữa mình làm nước chấm nha. Về cái phần me mình ngâm nãy giờ thì nó đã nở ra được như thế này rồi nè cả nhà. Đó, bây giờ cái phần me nó đã sọt lại như thế này rồi. Bây giờ thì em sẽ lọc nó qua rây nha. Sau khi lọc lần 1 thì cả nhà thấy cái phần me nó còn rất là nhiều, cho nên là em sẽ tiếp tục lọc thêm một lần 2. Lần 2 em sẽ cho vào đây 50ml nước. Và lần 3 em sẽ cho vào đây là 150ml nước. Đó. Thì tổng cộng phần me này em sẽ lọc 3 lần nha. Và mình lấy được bao nhiêu đây nước cốt me nè.
Bây giờ em sẽ cho vào đây 6 muỗng canh đường. Tiếp theo thì em sẽ cho vào đây là 4 muỗng canh nước mắm chay và 1 muỗng canh nước tương. Làm mắm me mà cho thêm xíu nước tương vào thì nước mắm me của mình nó sẽ thơm hơn đó cả nhà. Rồi cả nhà có thể nêm nếm để cân chỉnh lại theo khẩu vị gia đình nha. Tại vì mỗi một loại me thì nó sẽ có cái vị chua khác nhau ha. Cho nên là mình cần phải nêm nếm lại cho hợp với khẩu vị gia đình. Đó, như vậy là xong chén nước chấm rồi. Nếu cả nhà thích ăn thêm cái đậu phộng rang á, cả nhà có thể là cho thêm đậu phộng rang vào đây cũng được ha. Bây giờ thì mình chỉ cần cho cá chay vào mình chiên vàng giòn đó là được. Cả nhà nhớ mình chiên dầu nhiều xíu ha. Và mình để lửa trung bình thôi. Mình chiên đến khi nào mà nó vàng giòn thì trước khi mà cả nhà lấy cái phần cá chay này ra thì cả nhà nhớ bung lửa thật là lớn lên để cho cái phần cá chay mình nó không có bị ngậm dầu nha. Và khi mình lấy phần cá chay ra thì mình sẽ để ra cái rổ inox để cho nó rõ dầu nha cả nhà. Thì cứ tiếp tục như vậy cả nhà, mình sẽ chiên hết cái phần cá chay còn lại ha. Như vậy Lâm đã vừa chia sẻ với cả nhà cách làm cá chiên giòn chay cuốn bánh tráng chấm mắm me. Món này thì không thể nào thiếu trong các dịp lễ nè, Tết nè, hoặc là hôm nào chán cơm thì mình cũng có thể là làm cái món này để đổi gió cho khẩu vị gia đình ha. Cá chay chiên xong thì lớp bên ngoài giòn thơm rong biển, bên trong thì mềm mềm dai dai, nó kết hợp với các loại rau thơm nè, chuối chát, dưa leo đó. Rồi mình kết hợp với lại nước mắm me chua chua ngọt ngọt cây cây, nó rất là bắt luôn. Một món ăn á, vừa ngon nè, vừa thanh mát, lại vừa rất là đầy đủ chất dinh dưỡng cho gia đình nữa. Đặc biệt là siêu dễ làm luôn đúng không cả nhà. Hy vọng rằng cả nhà mình sẽ yêu thích cái gợi ý món chay ngày hôm nay. Nếu thấy yêu thích kênh, cả nhà hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nha. Đừng quên like video và chia sẻ về cho bạn bè cùng xem. Bây giờ thì em xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo.